Xin chào, ta là dược sĩ Trang Nguyễn. Qua hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Thì các bạn hỏi Trang là gừng hồng giòn giòn chua ngọt ăn với sushi thì có tác dụng nào cho sức khỏe hay không? Nếu như các bạn quan tâm thì Trang có 5 phần chính muốn chia sẻ đến bạn và hy vọng với những kiến thức này sẽ giúp ích cho các bạn hiểu hơn về gừng hồng bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Đầu tiên là các bạn hỏi Trang gừng hồng là gì? Gừng hồng không phải là củ gừng nó có màu hồng bạn nhé, mà đây là một cái món muối dưa chua đó, có nghĩa là cái món dưa muối từ gừng đó, mà những cái người như là người Nhật, Hàn Quốc vân vân, người ta thường làm để ăn kèm với sushi, bởi vì tạo nên cái hương vị độc đáo cho những cái món ăn đó, thì như vậy nó là gừng hồng. Hoặc là người ta khi ngâm gừng đó, người ta sẽ cho thêm những cái màu đỏ như là màu đỏ của củ dền nè, tí tô nè, hoặc là màu đỏ của thanh long, hay là chất phẩm màu có màu đỏ mà dùng được đó các bạn nhé, thì người ta sẽ cho vào để tạo nên màu đỏ chứ không phải là củ gừng có màu đỏ hay là màu hồng. Thì chúng ta cần lưu ý nha, như vậy là bạn đã biết được gừng hồng là gì rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai. Các bạn hỏi trên gừng hồng ăn sushi có tác dụng nào cho sức khỏe hay không? Thì khi bạn sử dụng gừng hồng ăn kèm với sushi thì rất là ngon đúng không ạ? Đặc biệt là khi chúng ta ăn kèm với cá hồi nè. Nó tạo nên cái hương vị rất là độc đáo cũng như là kích thích cái vị giác của chúng ta. Thì nó có những cái tác dụng cụ thể như là đầu tiên là nó sẽ khử mùi tanh của món ăn. Nó giúp cho bạn tạo cái cảm giác ngon miệng hơn. Và gừng thì nó có vị ấm cho nên là ăn vào nó sẽ giúp cho bạn kháng một số cái vi khuẩn có trong những cái thực phẩm sống nè, làm ấm bụng của các bạn và giúp cho bạn dễ tiêu hơn. Ngoài ra thì gừng mà muối chua đó nó cũng mang đến cho bạn cái khả năng chống oxy hóa rất là tốt nè. Bạn cũng có thể sử dụng trong cái khẩu phần dinh dưỡng của mình để tăng cường sức khỏe cho cái hệ khuẩn đường ruột của mình nè. Hoặc những người gặp vấn đề về đau nhức xương khớp thì chúng ta cũng có thể bổ sung thêm gừng hồng trong cái khẩu phần dinh dưỡng của mình. Nhưng đây chỉ là một cái thực phẩm trong cái chế độ dinh dưỡng lành mạnh thôi các bạn nhé. Chứ nó không thay thế thuốc và không có giúp cho bạn hỗ trợ điều trị bệnh tốt nhất đâu. Thì người ta liệt kê ra những cái tác dụng của gừng hồng rất là nhiều. Nhưng mà điển hình nhất đó chính là nó sẽ giúp cho bạn tạo cảm giác ngon miệng, khử mùi tanh của sushi cũng như là giúp cho bạn dễ tiêu hơn đó. Thì đó là những cái tác dụng chính của gừng hồng và các bạn có thể tìm hiểu thêm. Còn việc các bạn sử dụng củ gừng đơn thuần của mình đó để các bạn chăm sóc sức khỏe thì nó sẽ mang đến rất nhiều những cái tác dụng các bạn nhé. Nào là chữa cảm mạo, cảm lạnh, đau nhức xương khớp cũng như là hạ sốt và có lợi cho sức khỏe rất nhiều các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ ba, hướng dẫn cho các bạn cách làm gừng hồng đơn giản ngay tại nhà. Thì nếu như bạn yêu thích cái món gừng hồng này thì các bạn cũng có thể tự làm ngay tại nhà của mình. Và đây là công thức của Trang đã làm và Trang chia sẻ lại thôi các bạn nhé. Bởi vì có rất nhiều những cái công thức các bạn có thể áp dụng thêm. Đầu tiên là bạn chuẩn bị nguyên liệu giúp Trang ha. Đầu tiên là gừng non, nhớ là chọn gừng non các bạn nhé. Gừng non 600g, 150g đường, 150ml giấm, 50ml nước lọc. Và bạn chuẩn bị 10g muối, có thể thêm một quả chanh nữa các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện đây. Gừng non sau khi bạn mua về, bạn sẽ cạo bỏ cái phần vỏ non bên ngoài, nó chưa có đóng vảy đâu các bạn nhé. Càng non thì bạn ngâm nó càng ngon đó. Thì bạn cạo ra xong rồi bạn cho vào cái thau có chứa một xíu muối và một trái chanh. Chúng ta vắt ra để vào để gừng nó đừng có bị thâm đen đó. Thì bạn cạo xong bạn cho vào đó, rồi chúng ta sẽ sắc thật là mỏng hoặc là bạn bào thật là mỏng cái gừng non đó ra. Bạn cũng cho vào ngâm trong cái thau nước lúc nãy của chúng ta đó. Sau khi xong rồi thì bạn sẽ bắt đầu vớt gừng non ra, bạn rửa lại cùng với nước sạch khoảng 2 đến 3 lần.
và chúng ta để cho nó thật là ráo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm nước để chúng ta ngâm đây. Thì ở đây Trang sẽ sử dụng màu đỏ của tí tô các bạn nhé. Thì sẽ dùng một nắm lá tí tô cho vào 50ml nước đó. Trang sẽ bắt đầu đun lên. Rồi xong sẽ bắt đầu bỏ cái phần lá tí tô đi, lấy cái phần nước. Rồi Trang sẽ cho vào 150ml giấm ăn nè. Cho vào đó là 150g đường luôn. Và một xíu muối. Sẽ bắt đầu đun sôi lên và để nguội các bạn nhé. Sau khi cái hỗn hợp mà nước ngâm nó nguội rồi thì bạn chỉ cần xếp gừng vào trong cái lọ thủy tinh và cho cái nước ngâm đó vào và đậy nắp kín lại các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ để bên ngoài khoảng là 2 đến 3 giờ. Sau đó thì bạn sẽ cho luôn vào ngăn mát tủ lạnh và bạn ngâm khoảng 2 đến 3 ngày là bạn sẽ thấy bắt đầu cái miếng gừng của chúng ta nó chuyển sang màu hồng và có cái hương vị chua chua, ngọt ngọt và cay the the rồi đó. Thì lúc này các bạn có thể sử dụng được rồi các bạn nhé. Thì bạn ngâm như vậy bạn có thể bảo quản được khoảng vài tháng, có nghĩa là từ 3 đến 6 tháng tùy theo cách bảo quản của các bạn. Bởi vì đây là một cái món ăn dưa muối rất là có lợi cho sức khỏe, thì các bạn có thể tham khảo thêm để làm thêm để gia tăng cái hương vị cho gia đình của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ tư, đó chính là cách sử dụng gừng hồng tốt nhất. Sau khi mà chúng ta biết được cách làm gừng hồng rồi và chúng ta cũng yêu thích cái món ăn này, thì chúng ta sẽ ăn như thế nào là tốt đây và mỗi ngày ăn bao nhiêu? Thì bạn cũng có thể sử dụng mỗi ngày bạn có thể ăn được 50g gừng hồng ăn kèm với bữa ăn các bạn nhé. Và chúng ta không nên ăn quá nhiều, bởi vì khi bạn ăn nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng ngược lại sức khỏe, thì chúng ta không cần phải ăn nhiều để tránh ảnh hưởng sức khỏe của mình các bạn nhé. Cho nên là mỗi ngày tối đa là 50g gừng hồng thôi. Và bạn nên ăn kèm cùng với bữa ăn, hoặc là bạn ăn những cái món như là sushi, cá hồi, hay là ăn kèm với những cái thức ăn thịt bò vân vân đều được hết các bạn nhé. Như vậy là các bạn đã biết được cách sử dụng rồi ha. Và phần cuối cùng, phần thứ 5, những lưu ý khi sử dụng gừng hồng. Khi sử dụng gừng hồng thì có những cái lưu ý nào hay không? Câu trả lời là có vậy nhé. Thì sau đây những người sau đây thì không nên sử dụng gừng hồng. Kể cả những cái loại gừng luôn các bạn nhé. Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, những người mắc các bệnh kem thì chúng ta cũng không sử dụng, những người đang gặp vấn đề về viêm loét dạ dày tá tràng hoặc là bạn gặp viêm đại tràng thì chúng ta cũng không sử dụng vậy nhé. Thì chúng ta cần lưu ý để tránh dùng để tốt nhất cho sức khỏe của mình. Nếu các bạn thấy những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay thật sự có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.